Hàng xóm Hàm Thành Nam lên thăm đồng chí Dũng lên công tác. Dạ chào anh. Dạ. Tay cái. Dạ dạ. Rồi em giới thiệu, ở đây là mấy anh em trong, dạ, trong nhóm nhậu của em dưới ngồi đó. Cũng dạ. Như anh Phan rồi anh gì gì đó. Nhà em là hàng xóm. Hàng xóm. Đây là anh Cang giám đốc. Dạ. Em đây là Phan Đình Tấn. Dạ, tụi em lên hàng xóm gọi là cũng anh em chơi với nhau thân. Rồi lên đây anh chuyển Dũng chuyển lên công tác. Thì lên thăm anh á. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Thôi ngồi nha. Dạ dạ. Ninh. Dạ em tên Tú. Rồi em. Dạ. Tay anh nha. Rồi, rồi, rồi. Đến tuổi xin được quên tên chứ. Vậy là anh là sếp của anh Dũng ha? Giám đốc. Dạ. Đây gọi là làm cao lương hết rồi. Dạ, dạ, dạ. Còn hai anh em là cũng cơ quan anh Dũng luôn. Đúng rồi. Anh em ở đây cơ quan hết. Dạ. Đây em giới thiệu thầy Hà. Này thầy Hà hàng xóm anh Dũng. Đồng chí Ninh này làm ủy ban thị trấn, ủy ban huyện. Còn em thì cũng nghề tự do kinh doanh rồi cùng lúc. Rồi hai anh em này là làm Thanh Long. Dạ. Hai anh em gì trẻ đúng không? Dạ. Bạn không à? Dạ. Không đi. Em đi xe bạn không à? Em biết là vô. Dạ. Dạ đúng rồi. Đi biết à? Đi một chiếc. Một chiếc. Nhưng mà anh là định có vợ ông. Rất điên không? Ok. Đây đi bỏ cái gì đó. Anh Dũng yêu cầu quay lại một xíu để làm kỷ niệm. Em xin phép anh quay một xíu. Giờ hết giờ anh chính em đâu sao đâu. Thì nó hay chụp hình dạ. Anh à. Đừng có đưa lên mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Mình để trong nhà mà mình xem được. Xem thì dạ. Rồi, chúc mừng anh Dũng này. Anh em lên. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Rồi công tác cho anh em thành lợi. Dạ. Có muốn được trường con chú. Em đó nói hôm qua cơ. Em mới nói có bạn ở có nhận lên. Ngày này nhập chứng minh em. Nhờ nước giùm mà không không có đặt nên nó có đuối không biết đáp ơn. Ừ, thế là.